Phê à Tuấn? Phê. Nữa không? Con đừng đụng vô dơ. Tóc dài, đen xì xì thì đừng nói vô. Nó nhột. Nó nghe cục cửa nè. Long thích phê không để ngoáy tay cho Long. Còn cái nào em làm lấy ra. Nó kệ thôi thôi nhưng nó công lại. Ai sẽ cắn? Chị cắn. Nó cắn à? Nó cắn nhột. Long. Chị cắn. Dơ. Long. Ngứa răng. Long. Gác chân là. Thôi nè, không cắn tay cắn chân dơ nè. Cái chân nó bị sao hả ta? Nó hâm á. Dạ đi vô.